Xin kính chào toàn thể quý khách hàng, mình là Trường Giang, kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng tại Cần Thơ. Số điện thoại liên hệ của mình là 0934577772 hoặc là 0983739968. Đến video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe tải Hino đời 2017, đăng ký lần đầu 2019, tải trọng 3,4 tấn. Thùng composite, sàn inox thùng 2 đấy. Mình sẽ quay cái tổng thể cho anh em xem trước. Thùng composite có cửa không? Thùng này dài được 5m50. Xe này nọ các thứ cho anh em xem trước rồi đi vào chi tiết sau. Vỏ lốp đẹp, vỏ đẹp nha anh em. Sexy. Do mình mới rửa ngoài nên thùng mình chưa có rửa, thùng này rửa là nên sạch lại, không có gì hết. Thì nó rất là dày. Không có đâm đụng. Ga lăng này thì mình đã dặm sơn rồi nha anh em. Sẽ đi rằng được 100.000. Cho anh em xem đây, máy móc cabin thì mình bao cho nên mà bằng cabin này bao chi cũng không có đóng vai hết, anh em cứ xem. Máy móc còn 7 màu luôn nha anh em. Thank you.
mình đang kêu giá là 595 triệu anh em xem xe trực tiếp thương lượng. Cái vị trí bãi xe của mình là hiện tại là nằm trên đường dẫn cầu Cần Thơ gần ngã ba Ba Láng. Hướng từ cầu Cần Thơ về trạm thu phí thì mình nằm ở ngay đoạn giữa giữa, ngay chốt giao thông bên đây. Còn đây là ngã ba về quốc lộ 61 về hướng Vị Thanh. Hướng này là trạm thu phí số 10. Rồi, chúc anh em một ngày làm việc tốt lành. Cảm ơn em đã xem video. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.